Vâng, vậy là đã đến những ngày cuối cùng của năm 2019 rồi. Trong năm vừa qua thì có rất là nhiều những công nghệ mới đã được ra mắt, nhưng bên cạnh đó cũng có rất là nhiều sản phẩm được đưa đến tay người dùng. Trong số đó thì có rất là nhiều những cái sản phẩm đã nhanh chóng bị lãng quên, nhưng ở bên cạnh đó cũng có không ít những cái sản phẩm vụt sáng và trở thành những cái sự lựa chọn đáng mua nhất trong phân khúc của mình. Và để vinh danh những cái sản phẩm như vậy thì ThinkView sẽ làm hẳn một series riêng những sự lựa chọn đáng mua nhất trong năm 2019 tùy theo từng phân khúc khác nhau để chúng ta cùng bàn luận nha. Và hôm nay trong video đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với top 3 những sự lựa chọn đáng mua nhất trong năm 2019 xét riêng về những mẫu máy Ultrabook. Vâng, để có thể lựa chọn ra những mẫu máy đáng mua nhất thì ThinkView sẽ cân đo đong đếm và xét trên hai khía cạnh chính. Đầu tiên, tất nhiên rồi, đó chính là chất lượng sản phẩm trên giá thành. Và thứ hai, đó chính là mức độ phân phối của sản phẩm trên thị trường. Điều đó có nghĩa là không quan trọng là nó được bán chính hãng hay là sách tay, miễn là nó được bán rộng rãi thì chúng sẽ đều có tiềm năng xuất hiện trong cuộc đua top 3 này. Vậy nên thì nếu mà anh em thấy những cái tên hơi quá nặng tiền trong video ngày hôm nay ấy, thì cũng đừng quá là bất ngờ nhé. Nếu mà chất lượng của nó thực sự tốt thì nó xứng đáng xuất hiện trong cuộc đua top 3 mà. Nhưng ở bên cạnh đó, cụ thể trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến cho các bạn tận 2 mẫu máy có mức giá rất dễ tiếp cận thôi. Vậy nên thì các bạn cũng đừng rời mắt khỏi video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, để thêm phần hứng khởi thì chúng ta hãy cùng đến với một mẫu Ultrabook có mức giá rất dễ tiếp cận, chỉ là 17 triệu đồng thôi. Và đó chính là chiếc Asus VivoBook S431, sản phẩm mới nhất trong gia đình VivoBook và cũng chính là sản phẩm kết thúc cho một năm đầy ắp những sự thay đổi của Asus. Họ liên tục cho ra mắt những sản phẩm mới và thậm chí đây là hãng luôn đưa ra những thiết kế cao cấp, thậm chí xuống dòng máy có mức giá chỉ từ trên 10 triệu đồng một chút thôi. Ví dụ như là thiết kế viền màn hình siêu mỏng này, hay là kiểu bản lề Eagle Leaf với những chiếc máy dòng A series của hãng. Nhưng mà trong tất cả những giải sản phẩm năm nay của hãng, chiếc máy để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất vẫn chính là Asus VivoBook S431. Ở chiếc máy này, chúng ta có rất là nhiều những cái tùy chọn màu sắc mới, xanh coban này, xanh rêu này, hồng này, bạc này và đen. Động thái này của Asus theo mình vừa để thu hút lượng khách hàng trẻ, vừa đi tắt đón đầu trong cuộc đua về màu sắc, thứ mà mảng điện thoại di động đang làm rất là tốt để có thể tạo nên những cái nét cá tính riêng cho sản phẩm của mình. Còn laptop thì chỉ có duy nhất VivoBook là sở hữu phong cách thiết kế laptop colorful thôi. Tiếp theo, VivoBook A412 hay là A512 sở hữu thiết kế và mức độ hoàn thiện không hề kém cạnh gì so với dòng ZenBook cao cấp. Máy chủ yếu làm từ chất liệu nhôm, cả mặt trên lẫn phần khung máy, nó đem lại cho sản phẩm sự cứng cáp nhất định. Rồi màn hình viền rất mỏng này, bản lề Eagle Leaf hỗ trợ nâng bàn phím. Thậm chí ngay cả logo, chúng ta cũng sẽ thấy có những sự tương đồng với ZenBook về cách viết và vị trí sắp xếp. Đây cũng chính là sản phẩm đầu tiên mà Asus có logo riêng cho dòng VivoBook. Rõ ràng, đây là những sự thay đổi hướng đến những mục tiêu lớn hơn dành cho dòng VivoBook vốn đang bị xem là bão hòa này. Cuối cùng thì hiệu năng của máy cũng rất ổn trong tầm giá. Với khoảng là trên 17 triệu đồng, chúng ta có con chip Core i5-8265U4 x 8 luồng này, 8GB RAM này và SSD có dung lượng rất là cao, lên đến là 512GB, cùng màn hình có chất lượng khá là tốt, Full HD IPS. Tất cả mọi thứ đều rất là cân bằng và bạn hoàn toàn có thể thoải mái làm việc và thiết kế đồ họa 2D cũng như là giải trí nhẹ nhàng với chiếc máy này. Cấu hình này kết hợp hoàn hảo với những trải nghiệm thị giác tốt đến từ màn hình Full HD này, hay là những cái tính năng liên quan đến bảo mật, mở khóa khuôn tay, mở khóa khuôn mặt, trải nghiệm gõ phím tốt và touchpad ổn. Mọi thứ hòa quyện vào nhau đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm tổng thể là rất tốt trong tầm giá. Nhìn chung thì mình thấy rằng VivoBook S431 là một chiếc máy đem lại cho mình những cái trải nghiệm rất là vừa vặn. Một mức giá không quá cao nhưng mà những cái trải nghiệm của nó đem lại thì rất là đầy đủ và thành chuẩn mực trong tầm giá. Với mức giá chỉ từ hơn 17 triệu đồng thôi, cộng thêm về việc là nó được phân phối chính hãng tại Việt Nam, thì mình nghĩ rằng đây thậm chí vẫn là một sự lựa chọn rất là tốt trong năm 2020. Đến với đại diện thứ hai, nếu mà anh em không quá quan trọng về màu sắc khi sử dụng một chiếc laptop mà vẫn muốn những cái trải nghiệm sử dụng hết sức là cao cấp thì sao? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đại diện thứ hai, đó chính là chiếc Lenovo IdeaPad 720S. Có thể nói rằng đây là mẫu máy khiến cho mình hài lòng nhất trong năm vừa qua vì rất là nhiều những cái lý do. Đầu tiên, về thiết kế, Lenovo 720S tối giản gần như là tuyệt đối nhưng vẫn rất đẹp, phù hợp với đủ loại môi trường làm việc khác nhau. Hoàn thiện của nó thì gần như là không có điểm nào để chê cả. Nhìn vào chẳng thể tin đây là một mẫu máy với mức giá chỉ vào dưới 20 triệu cả.
Các điểm cần chắc chắn như là vỏ máy này, bản lề này, khung phím hay là chiếu nghỉ đều được làm rất là ổn, dù cho máy lại rất là mỏng nữa. Vừa đẹp, vừa lại cảm giác yên tâm. Điều thứ hai, đó chính là Lenovo 72MS có chất lượng phần cứng là rất tốt đối với một chiếc Ultrabook ở tầm giá rẻ. Khác với chiếc Vivobook S431 chỉ có màn hình ở mức trung bình, thì Lenovo 72MS có một màn hình với mức độ phủ màu rất là ấn tượng. Nó không hề ngại những cái tác vụ cần độ chính xác màu sắc cao. Hay là đến với những cái trải nghiệm về bàn phím, touchpad thì Lenovo mà, chất lượng là không phải nghi ngờ quá nhiều đúng không? Hay là loa của máy cũng được tinh chỉnh bởi JBL, đem lại những cái trải nghiệm về âm thanh là rất ổn trong tầm giá. Và dĩ nhiên, chất lượng phần cứng tốt như vậy thì sẽ kéo theo những cái trải nghiệm làm việc là rất ngon. Một chút điểm trừ ở đây có lẽ cũng đến từ việc là máy có xu hướng hơi ấm nhẹ ở phần bàn phím, hay là loa có âm lượng hơi nhỏ. Đến với hiệu năng thì Lenovo IdeaPad 72MS còn tỏa sáng hơn nữa. Nó sử dụng con chip là Core i5-8250U này, 256GB SSD, 8GB RAM, và đặc biệt nó chia cả đồ họa rời MX150. Chúng ta hoàn toàn có thể giải trí nhẹ nhàng với 72MS sau những giờ làm việc căng thẳng. Đấy các bạn xem, một thiết kế vô địch trong tầm giá kết hợp với những cái thông số cấu hình vô địch trong tầm giá, thật sự là không hoa khi nói rằng đây sẽ là ông vua của dòng Ultrabook có mức giá chỉ từ 20 triệu. Thực sự rất là khó tin đấy. Hơi đáng tiếc đó chỉ là thị trường chính hãng lại vắng bóng cái tên này. Nhưng mà không sao, hiện tại thì Lenovo IdeaPad 72MS đang được bán tại chuỗi hệ thống cửa hàng ThinkPro. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha. Cuối cùng, đại diện thứ 3 trong cuộc đua top 3 Ultrabook đáng mua nhất trong năm 2019 đó chính là chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 7, một sản phẩm mới chỉ lên sóng trên kênh ThinkView ít ngày thôi. Đã có lúc mình ước MacBook được như sản phẩm này cơ mà. Vậy là cũng đủ hiểu chất lượng của nó tốt đến đâu rồi đúng không? Ultrabook của ThinkPad thì nó có một cách hoàn thiện không thể nhầm lẫn vào đâu được. Và cách hoàn thiện này nó rất là biết cách chiều chuộng người dùng. Chất liệu hợp kim magie làm cho máy vừa nhẹ mà vừa cứng cáp. Lớp phủ trên bề mặt sẽ khiến cho các bạn yêu ngay từ lần chạm đầu tiên. Đi vào phần cứng thì cũng rất là tuyệt vời. Còn về việc chúng đầy đủ và ngon lành ra sao thì mình đã nói quá nhiều trên những video review về X1 Extreme, X1 Carbon Gen 6 hay là chính chiếc Gen 7 này rồi. Anh em có thể xem lại nhá. Mọi thứ đều rất là xứng đáng với mức giá cao cấp dao động từ 34 cho đến 70 triệu đồng tùy cấu hình. Mà cả kể là các bạn có mua bản 34 triệu, các bạn cũng sẽ có một hiệu năng rất là ổn với con chip là Core i5-8265U này, 8GB RAM hay là 256GB SSD, màn hình Full HD IPS. À, nếu mà các bạn mua chiếc X1 Carbon Gen 7 này vào thời điểm hiện tại thì nó cũng đang được khuyến mãi tại cửa hàng ThinkPro với mức giá chỉ vào khoảng là từ 31 triệu đồng thôi. Nhược điểm của X1 Carbon Gen 7 thì cũng rất là ít, chủ yếu xoay quanh ở cái lớp fiber hơi đỏng đảnh ở phần vỏ máy. Có lẽ là lên đến tầm giá này ở phân khúc Ultrabook cao cấp ấy thì chúng ta sẽ chỉ có một vài những sự lựa chọn tiêu biểu, ví dụ như Dell XPS này, MacBook này hay là Ultrabook của ThinkPad để có thể cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên thì qua những trải nghiệm trong năm vừa rồi thì mình thấy rằng ThinkPad, đặc biệt là dòng X1 Carbon, nó vẫn đem lại cho mình những cái trải nghiệm gì đó yên tâm hơn, chắc chắn hơn. Chỉ bấy nhiêu thôi, có lẽ cũng đã là quá đủ với những người chọn mua Ultrabook ở tầm giá này rồi. Đó chỉ là những doanh nhân, những người cực kỳ kỹ tính về trải nghiệm làm việc văn phòng. Và đó chính là những gì mà ThinkView muốn chia sẻ với các bạn về 3 mẫu Ultrabook đáng mua nhất trong năm 2019. Trong năm vừa qua thì phải nói là thiết kế mỏng nhẹ, viền màn hình siêu mỏng cũng như là những cái cải tiến về mặt chất liệu đã giúp cho những chiếc Ultrabook trở nên chất lượng hơn rất là nhiều và đáng sở hữu hơn rất là nhiều. Mình biết rằng vì thời lượng của video thế nên những cái sự chia sẻ của mình về từng chiếc máy này trở nên ngắn gọn hơn so với thường ngày đi một chút. Nhưng mà nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về 3 mẫu máy này thì mình sẽ để những cái đường link chi tiết dưới phần mô tả của video nha. Còn các bạn thì sao? Theo các bạn thì đâu mới chính là những chiếc Ultrabook đáng mua nhất trong năm 2019? Hãy cùng comment phía bên dưới nhá. Và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Hy vọng rằng series này sẽ giúp cho các bạn có những sự lựa chọn thông minh hơn trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.